Giờ đến lượt tôi à? Mình sẽ làm được mà Charlie, chỉ cần ném vào lỗ thôi. Dễ ơi. Tôi có thắng không? Không Charlie. Xin lỗi nhé, tôi sẽ đi nhặt. Chúng pháp. Sao không ai hiểu trò ném ngôi nhỉ? Tôi càng nghĩ Charlie là gã ngốc. Này các cậu, lại đây xem đi. Chuyện gì thế Charlie? Tôi tìm thấy thứ này kìa lắm. Thứ đó là gì thế? Đầu tiên tôi nghĩ chúng là thứ đậu, nhưng hóa ra chúng là trứng và chẳng có ai trong chúng cả. Liệu bố mẹ chúng có ở bên đây không? Mẹ của những quả trứng sẽ sớm quay lại, đừng động vào chúng. Nhưng những quả trứng lạnh lắm, chắc hẳn chúng đã bị bỏ rơi. Để chắc chắn, tôi sẽ gọi đấy. Này Charlie, không gấu trúc, tôi sẽ nuôi chúng. Gì cơ? Trước đây thì tôi không chắc, nhưng giờ thì tôi biết tôi sẽ là một người bố tốt. Đồ trắng không chắc, Charlie đã sẵn sàng làm bố. Tất nhiên là có rồi. Có gì đó đang xảy ra, chúng chuyển động. Tôi đang sinh con. Đợi đã, đó là...